Theo trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky, Ukraine hiện đang tìm cách câu giờ để suy nghĩ và tham vấn với các bên thứ ba. Ukraine dường như đang kéo dài các cuộc đàm phán bởi nước này nghĩ rằng thời gian đang đứng về phía mình. Cố vấn của Tổng thống Nga Putin, đồng thời là người dẫn đầu đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky cho hay, ngày 25 tháng 3, theo ông Medinsky về nội dung các cuộc đàm phán, phía Ukraine hiện đang câu giờ để suy nghĩ và tham vấn với các bên thứ ba. Nga hiểu Ukraine đang gặp hạn chế trong việc đưa ra những quyết định độc lập, vì thế tình hình hiện tại hầu như có rất ít sự lạc quan. Ông Medinsky nhấn mạnh, đồng thời cho biết ông không có cùng quan điểm lạc quan như phái đoàn Ukraine khi nói về tiến triển lớn. Cho tới nay, chưa hề có tiến triển trong các vấn đề có tầm quan trọng về mặt nguyên tắc mà Nga đưa ra, trưởng đoàn đàm phán Nga đánh giá. Ngày 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng Ukraine nên trở thành cầu nối liên lạc giữa phương Đông và phương Tây, thay vì là chiến tuyến để các cường quốc đối đầu nhau. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần đối thoại với Nga thay vì bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh niềm tin của Trung Quốc rằng an ninh là không thể chia tách, chính sách tìm kiếm đối đầu và an ninh tuyệt đối sẽ chỉ dẫn đến viễn cảnh thiếu an toàn nhất. Người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh Trung Quốc luôn nỗ lực giảm leo thang tình hình, giải quyết cuộc khủng hoảng và tái thiết lập hòa bình. Chúng tôi luôn tin rằng an ninh là không thể chia cắt, tìm kiếm sự đối đầu trong khối và an ninh tuyệt đối sẽ chỉ dẫn đến viễn cảnh bất an nhất. Ukraine nên là cầu nối liên lạc giữa phương Đông và phương Tây, chứ không phải là tiền tuyến cho sự cạnh tranh cường quốc. Các quốc gia ở châu Âu nên làm việc để xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả và bền vững, thay vì lại vẽ ra ranh giới đối đầu giữa phương Đông và phương Tây. Mỹ và NATO nên tổ chức đối thoại với Nga, thay vì bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới. Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, cộng đồng quốc tế cần khuyến khích Nga và Ukraine duy trì đàm phán thay vì giao tranh, do xung đột tiếp diễn và leo thang sẽ chỉ gây ra nhiều thương vong, cũng như không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Ông tái khẳng định không nên đưa tiêu chuẩn kép trong quá trình giải quyết các mối quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, ông Uông tuyên bố Bắc Kinh phản đối những cáo buộc và nghi ngờ vô căn cứ nhằm vào Trung Quốc, đồng thời không bao giờ đầu hàng trước sức ép. Ngày 25 tháng 3, trong chuyến thăm đến biên giới Ba Lan và Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Nga đang phải chịu những lệnh trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử thế giới. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, các biện pháp trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử thế giới đã được đưa ra và sẽ còn nhiều hơn thế nữa nhằm vào Nga. Trước đó, chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty, doanh nhân Nga và giới lãnh đạo nước này vì chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ngày 24 tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Chủ tịch Sberbank German Grief và 328 đại biểu của Hạ viện Nga. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt ngăn chặn đối với họ. Khi bị hạn chế như vậy, tài sản của cá nhân và công ty bị phong tỏa, không được phép tiến hành kinh doanh và giao dịch với họ. Những người bị trừng phạt cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, 48 doanh nghiệp quân sự, công nghiệp, bao gồm cả tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật đã bị trừng phạt. Trước đó, ngày 15 tháng 3, Nga đã áp các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với giới lãnh đạo Mỹ và những người có liên quan, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tiếp đó, ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã bàn giao cho Đại sứ quán Mỹ tại Moscow công hàm với danh sách các nhân viên ngoại giao bị trục xuất. Một ngày sau đó, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan dự đoán rằng cuối cùng thì người Nga và người Mỹ sẽ nối lại quan hệ bình thường. Theo ông, có thể không phải năm nay, có thể cũng không phải năm sau, nhưng nó sẽ diễn ra. Ông hy vọng sẽ được chứng kiến điều này. Trước đó, Nga đã quyết định trục xuất Phó Đại sứ Mỹ Brad Goldman, người là quan chức quan trọng thứ hai trong Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, sau Đại sứ và là thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo cấp cao của Đại sứ quán. Điện Kremlin gọi việc trục xuất ông Goldman là một biện pháp trả đũa. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 3, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, cơ quan này quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty FLC. Công ty FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị. Theo quyết định, công ty FLC bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, phạt tiền mức 200 triệu đồng đối với công ty FLC và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2020, kiểm toán và bán niên năm 2021, soát xét, công ty có giao dịch với các bên liên quan, nhưng tại các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, công ty trình bày không có giao dịch với bên liên quan. Công ty còn không công bố sai lệch số liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét. Cụ thể, báo cáo tài chính này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản và thu nhập khác. Doanh nghiệp của ông Trịnh Văn Quyết còn bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật liên quan đến báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 và 2021. Ngoài ra, với việc không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập, công ty FLC còn bị xử phạt 125 triệu đồng. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 2, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bị can Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ trong vụ tổ chức chuyến bay giải cứu. Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các tỉnh thành phố liên quan. Từ khi COVID-19 bùng phát, Việt Nam đã tổ chức gần 800 chuyến bay đưa hơn 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Khi các chuyến bay được mở, nhiều người dân phải mua vé rất đắt và thủ tục rườm rà. Ngày 28 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng lãnh sự Bộ Ngoại giao, cùng ba người bộ này là Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục lãnh sự, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng Cục lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó Phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cả bốn người đều bị điều tra tội nhận hối lộ. Các bị can này bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố. Sáng ngày 26 tháng 3, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đình Hoài, sinh năm 1998, ở thôn Trường Thinh, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lê Đình Hoài đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 25 tháng 3, Lê Đình Hoài đi xe máy đến cửa hàng vàng Được Loan ở số nhà 298 An Dương Vương, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, Hoài vào gặp chị Lê Thị Linh, sinh năm 1992, chủ tiệm vàng, vờ hỏi mua vàng để tăm tia. Thấy chị Linh có một mình, nên Hoài nói là về chở vợ lên xem, nhưng thực chất là xuống chợ mới ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, mua một con dao nhọn và một khẩu súng nhựa giấu vào trong người. Sau đó, Hoài tháo biển số xe máy, cất vào cốp xe, tránh bị phát hiện. Chuẩn bị xong, Hoài quay lại tiệm vàng để xe bên hông, rồi đi thẳng vào trong dùng dao dí vào cổ chị Linh, đe dọa nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, chị Linh đã chống trả, chi hô nên Hoài bỏ chạy ra ngoài, định lấy xe tẩu thoát, nhưng bị người dân khống chế và bàn giao cho công an phường Quảng Tâm xử lý. Tại cơ quan công an, Lê Đình Hoài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc. Sau hơn 10 ngày xét xử vụ án sới bạc khủng do chính Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo phá án đã đi đến hồi kết. Theo đó, vào ngày 25 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Thuận, tức là Út Gà, kẻ cầm đầu sới bạc khủng 7 năm tù. Trong đó 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và 2 năm tù về tội đánh bạc. 42 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam về các tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu phạt tiền bổ sung và nộp lại ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính là hơn 417 triệu đồng. Theo cáo trạng, thì tháng 8 năm 2020, các lực lượng công an tỉnh An Giang bất ngờ ập vào sới bạc ở xã Đa Phước, huyện An Phú, thì bắt quả tang Thuận, tức Út Gà, cùng hàng chục nhóm đàn em đang tổ chức cho 79 người đánh bạc bằng hình thức đá gà lắc tài xỉu. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật và gần 630 triệu đồng tiền trên chiếu bạc trên người các đối tượng có liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận Út Gà thì công an thu giữ thêm hơn 320 triệu đồng, hai chiếc xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 22 tháng 3 thì nam nghệ sĩ Trấn Thành xác nhận là mình đã bị dương tính với Covid-19 và thông tin này khiến cho người hâm mộ của chúng ta rất là hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội đã lợi dụng cái điều này để tung thêm một cái thông tin sai sự thật khác. Cụ thể thì người này đã viết là Trấn Thành ra đi mãi mãi ở tuổi 35 vì Covid-19 khiến cả showbiz và cộng đồng mạng đã bàng hoàng đã.
Vâng, và vào tối ngày 25 tháng 3 thì Trấn Thành cũng đã có những phản hồi trước việc bị đồn qua đời. Anh gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng đã ra tay kịp thời để có thể ngăn chặn và trừng trị những kẻ đăng tin giả mạo. Đồng thời, diễn viên Bố Già cũng bày tỏ thái độ bức xúc trước việc hiện nay một số cá nhân đang tung tin sai để trục lợi. Theo ông xã Harry Won thì đã đến lúc chúng ta cần có những bộ luật cụ thể và chặt chẽ cho việc quản lý cách mà mọi người sử dụng mạng xã hội. Trấn Thành cho rằng là hiện nay thông tin thật giả lẫn lộn và ai muốn đăng gì cũng được, không cần kiểm chứng, không màng đúng sai, càng không nghĩ đến hậu quả sẽ gây cho người khác những hậu quả gì sau khi mà mình đăng. Vâng, có lẽ đây là một trong những cái thông tin mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, bởi vì dòng chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người thì cũng đã tỏ ra thái độ bức xúc lên án cái hành vi đăng thông tin sai sự thật để câu view như là một bộ phận cư dân mạng đã từng làm trước đó. Và tôi thích nghĩ là đây không phải là lần đầu tiên mà Trấn Thành gặp phải những cái tình trạng này. Trước đó như là cái sự việc của rất nhiều những nam nghệ sĩ khác, những người có tầm ảnh hưởng thì họ cũng đã thường xuyên bị lợi dụng tên tuổi và đăng tải những cái thông tin không chính thống chỉ vì mục đích câu view, câu like. Và hơn ai hết thì chính những cái người mà sử dụng mạng xã hội như chúng ta đây, hay là những người trẻ hơn, thì chúng ta cũng cần phải có những cái hành động quyết liệt. Như là nếu như mà chúng ta phát hiện một cái thông tin nào đó là thông tin giả hay là thông tin sai sự thật, thì chúng ta hãy bấm vào cái nút report cái thông tin đó để có thể là làm thế nào cái môi trường mạng của chúng ta được trong sạch hơn trong thời gian tới, đúng không chị Huyền? Vâng, Phương, đúng là rõ ràng chúng ta thấy rằng là thời gian qua thì có lẽ là lúc này thì luật an ninh mạng cần được phát huy hiệu quả hơn bao giờ hết để chúng ta đảm bảo một môi trường thế giới mạng ảo có thể là văn minh và cung cấp những thông tin tích cực đến với cả người đọc, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, có thể nói vụ việc Nguyễn Phương Hằng livestream vu khống xúc phạm danh dự nhiều nghệ sĩ cá nhân đã khiến cả xã hội dậy sóng trong suốt gần một năm qua. Việc xử lý nghiêm minh vụ việc đang được dư luận cả nước mong chờ. Đến đây thì câu hỏi được đặt ra đó là làm thế nào để không có hiện tượng như Nguyễn Phương Hằng thứ hai? Theo Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng, để vụ việc như Nguyễn Phương Hằng kéo dài và gây bức xúc trong xã hội có trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp. Chúng ta đã có cái luật về an ninh mạng rồi, thì đây là việc sử dụng cái truyền thông ở cái trình độ cao để mà thường xuyên để phát tán những cái như thế, nó sẽ gây đến những cái bất ổn trong xã hội. Thế nếu mà chúng ta ảo tưởng về cái quyền của cá nhân thì nó dẫn đến cái chỗ là anh đi vượt quá những cái khuôn khổ, những giới hạn mà pháp luật cho phép. Và thậm chí này tôi nói rằng là không chỉ là pháp luật đâu, mà vượt qua cả những giới hạn đạo đức xã hội. Và như vậy người ta rất khó chấp nhận. Cái khoảng trống thứ hai đó chính là vấn đề quản lý nhà nước. Nếu thấy công dân có vấn đề thì các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm uốn nắn. Và chúng ta mới sinh ra là có cái luật giáo dục phổ biến pháp luật mà. Trong một thời gian dài mà để cho bà Hằng tự tung tự tác, bà Hằng lên mạng nói bất kỳ cũng được. Đấy, tức là người ta đem cái hú rắc ảo tưởng của người ta ném sang ra đường. Ta gọi là giống như kiểu là xả rác thông tin ra đường. Thế thì chúng ta cũng là người có lỗi chứ. Chính quyền địa phương, chính quyền sở tại phải chịu trách nhiệm trước tiên. Thế còn đối với các cơ quan công an mà duy trì cái luật an ninh mạng ấy, thì không thể để như thế được. Để một thời gian dài như vậy, cái lỗ hổng là lỗ hổng về mặt quản lý thứ hai chúng ta phải lấp. Vâng, rõ ràng là tự do ngôn luận không phải là tự do vượt lên pháp luật. Mạng xã hội là môi trường mở mà ai cũng có thể lên tiếng nói cá nhân. Tuy nhiên, không phải vì được tự do đăng bài, tự do livestream mà chúng ta được quyền thay pháp luật phán xét người khác bằng những ngôn ngữ thô tục, phản cảm, kích động đám đông, ném đá hội đồng, bôi xấu người khác trên thế giới ảo. Và để không có một Nguyễn Phương Hằng thứ hai thì việc một cá nhân phải thượng tôn pháp luật, phải biết giới hạn và đối xử có văn hóa trên cộng đồng mạng đang bức thiết được đặt ra. Các cụ hay nói là muốn nói cái gì thì phải suy nghĩ, muốn làm cái gì thì phải cân nhắc. Thậm chí là các cụ còn dạy là ăn xem nồi mà ngồi xem hướng. Nhưng mà đúng là trong cái môi trường mạng thì cái số người ấy mà có những cái hành vi lệch chuẩn cũng không phải là ít đâu. Nói năng lỗ mãng, không cân nhắc, thậm chí là rất là phản cảm. Một cái cá nhân sống trong một cộng đồng, trong một xã hội ấy, thì bao giờ anh cũng phải tuân thủ những cái chuẩn mực của xã hội đó. Cao nhất là hiến pháp pháp luật. Và bây giờ lời nói không còn gió bay như trước đây nữa, mà lời anh nói được ghi âm, ghi hình lại hết rồi. Cho nên là nó có minh chứng, anh phải chịu trách nhiệm. Anh nói thì anh phải thể hiện được sự tôn trọng người khác. Và nếu mà anh tung tin sai lệch, rồi anh tung những cái tin đồn mà mang tính chất là thù địch, không hướng đến những cái giá trị lành mạnh, tốt đẹp, mà anh lại gây ra những cái nghi ngờ ở trong xã hội, gây tốn kém cho cái công tác mà xác minh, thì anh phải chịu trách nhiệm. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để
để người dân hiểu và tôn trọng pháp luật, xác định cái ranh giới, cái giới hạn của hành vi đến đâu là hợp pháp, đến đâu là vi phạm pháp luật. Cần phải đưa ra những cái yêu cầu trách nhiệm của các cái đơn vị cung cấp dịch vụ mạng để cho họ có trách nhiệm ngăn chặn cũng như là xử lý đối với cái hành vi là vi phạm cái quy định pháp luật cũng như là vi phạm cái quy tắc của việc sử dụng mạng xã hội.